Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trong ngày của báo dân tộc và phát triển. Bản tin hôm nay ngày 19 tháng 3 có những thông tin đáng chú sau. Xây dựng cơ chế chính sách đột phá về bảo tồn phát triển văn hóa Việt. Đồng bào Cham An Giang mừng đón tháng An Chay Samazan. Nguy hiểm rình rập trên những cây cầu treo xuống cấp ở Nghệ An. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sau đây là thông tin chi tiết. Tại cuộc họp cho ý kiến về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 do Phó Thủ tướng Trần Hùng Hà chủ trì, đã đặt ra những vấn đề cấp thiết trong bảo tồn phục dựng giá trị di sản văn hóa bằng ngân sách nhà nước kết hợp với nguồn lực xã hội, xây dựng cơ chế chính sách đột phá, tư duy đổi mới trong công tác quản lý, bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam. Chương trình đặt ra 7 mục tiêu tổng quát và 9 nhóm mục tiêu cụ thể tập trung vào các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật gồm di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, điện ảnh, thư viện, giáo dục văn hóa, đào tạo, văn hóa dân tộc, văn hóa đối ngoại, công nghiệp văn hóa. Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, một trong những mục tiêu lớn nhất của chương trình là chuyển sức mạnh tinh thần nội sinh trở thành nền tảng cơ bản để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Vì vậy, chương trình phải đánh giá khái quát toàn diện về vai trò ý nghĩa của văn hóa trong lịch sử dân tộc cũng như một số tồn tại yếu kém hoặc vấn đề mới đặt ra trong bảo tồn phát huy phát triển văn hóa. Triển khai tháng thanh niên năm 2024, tính đến giữa tháng 3, các cấp bộ đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động công trình phần việc ý nghĩa thiết thực. Với chủ đề thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cấp bộ đoàn trên cả nước đã sôi nổi triển khai nhiều công trình phần việc ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện sáng tạo của người trẻ, đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Các hoạt động chăm lo đồng hành và phát huy thanh niên được tổ chức ở khắp mọi miền Tổ quốc, tạo dấu ấn đậm nét như triển khai giao quân 14.000 đội hình tình nguyện, thực hiện hơn 8.000 công trình thanh niên, hỗ trợ được hơn 1.000 địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với hơn 42.000 lượt người được hỗ trợ. Vừa qua, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu phát thông báo đã xảy ra hai trận động đất tại huyện Con Plong, tỉnh Con Tum. Liên tục trong 3 ngày vừa qua, khu vực huyện Con Plong đã xảy ra 12 trận động đất với độ lớn từ 2,6 đến 3,9 độ, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 0. Đầu năm 2024, các trận động đất liên tục xảy ra trên địa bàn. Nhiều năm qua, trên địa bàn huyện đã liên tục xảy ra các trận động đất. Để ứng phó, hiện đã phối hợp cùng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Viện Vật lý Địa cầu, thực hiện nhiều đợt tập huấn, thực hành, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai của huyện Con Bờ Lông và lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã. Đồng thời cung cấp cho người dân ở vùng tâm chấn những kiến thức cần thiết nhằm ứng phó trong những tình huống thiên tai xấu nhất. Với sự kiện năm du lịch quốc gia năm 2024, Vinh Quang Điện Biên Phủ trải nghiệm bất tận cùng nhiều hoạt động văn hóa trải nghiệm gắn với kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ, các tour du lịch Điện Biên đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách trong năm 2024. Trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia 2024 sẽ diễn ra 169 chương trình sự kiện hưởng ứng, trong đó có 13 chương trình sự kiện quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ ban ngành trung ương chủ trì tổ chức. Các sự kiện chính kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ bắt đầu từ giữa tháng 3 năm 2024 đến giữa tháng 5 năm 2024. Để thu hút du khách đến với vùng cao Tây Bắc, các doanh nghiệp, công ty lữ hành đã tung ra nhiều chương trình du lịch khám phá các địa danh du lịch của tỉnh Điện Biên và các địa phương lân cận. Hiện nay, nhiều cầu treo dân sinh ở Nghệ An Do sử dụng nhiều năm thiếu kinh phí bảo dưỡng nên bị xuống cấp hư hỏng trở thành ẩn họa và nỗi lo sợ đối với người dân. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, trên địa bàn tỉnh có tới 70 cầu treo. Trong đó, Sở và Khu Quản lý Đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam quản lý hai cầu treo, 68 cầu còn lại do các huyện quản lý. Do quá trình sử dụng lâu năm, lượng phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, nên nhiều cầu treo trên địa bàn tỉnh đang bị xuống cấp hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước tình hình đó, tỉnh Nghệ An cần sớm có phương án khảo sát và sớm thay thế từ cầu treo qua cầu bê tông cứng nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân vùng miền núi. Những ngày này về các làng trăm ở huyện An Phú, Châu Phú, Châu Thành, thị xã Tân Châu và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Đồng bào trăm theo đạo hồi Islam đang hân hoan đón mừng tháng ăn Chay, Ramadan năm 2024, dương lịch, 1445 hồi lịch. Với người trăm An Giang, Ramadan là tháng rất quan trọng linh thiêng với cả cộng đồng. Tháng Ramazan, còn gọi tháng yêu thương là lễ quan trọng nhất của những người theo đạo hồi. Tháng Ramazan năm nay, hồi lịch 1445, diễn ra từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4. Trong tháng Ramazan, những người theo đạo hồi Islam đến tuổi trưởng thành đều phải nhịn ăn nhịn uống ban ngày để tu tâm dưỡng tánh đo lường thẩm định sự đói khát của mình. Từ đó sẽ có sự thông cảm, biết yêu thương và chia sẻ. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 3 năm 2024 đến nay, Ban đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh An Giang đã nhận được gần 1.000 phần quà từ nhiều tổ chức trong và ngoài nước để trao phát cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, mong bà con có được một tháng Ramadan đầy đủ và sung túc. Đối với người chăm Islam An Giang, tháng Ramadan có ý nghĩa rất quan trọng là một trong những lễ lớn trong năm thể hiện tinh thần chia sẻ lẫn nhau trong cộng đồng giữa người giàu và người nghèo để giúp nhau cùng vượt lên phát triển xây dựng xóm chăm ngày càng giàu mạnh. Câu chuyện về hành trình thoát nghèo của những hộ dân người Mã Liềng, một nhánh thuộc dân tộc chức sinh sống dưới dãy núi Sang Màn ở bản Cà Sen, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình còn nhiều gian nan, nhưng với sự quan tâm của Đảng nhà nước, chính quyền địa phương, tin tưởng rằng một tương lai mới tươi đẹp chắc chắn sẽ không còn xa đối với những người dân Cà Sen. Hơn 30 năm trước, người Mã Liềng sống du canh du cư ở trên các sườn núi quanh dãy Sang Màn, cuộc sống nay đây mai đó, nghèo đói bệnh tật và nạn hôn nhân cận huyết khiến tộc người này đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Năm 1993 đã trở thành một dấu mốc quan trọng trong cuộc sống của người mã liền khi nhà nước triển khai thực hiện chương trình định canh định cư, xây nhà ở trường học, trạm y tế, rồi kiên trì vận động người dân rời núi ra định cư ở các thôn bản. Các cấp ủy chính quyền, lực lượng chức năng đã vào cuộc đồng hành sẻ chia giúp đỡ để người dân Bản Cà Sen sớm bắt nhịp với cuộc sống mới. Cuối năm 2022, Bản Cà Sen có 96,49% hộ nghèo, sau một năm nỗ lực vấn đấu, hiện tỷ lệ hộ nghèo của bản Cà Sen còn 9,298%. Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhưng bà con dần có ý thức để vươn lên trong sản xuất đời sống. Việc thực hiện chính sách dân tộc chăm lo đời sống sản xuất cho đồng bào ngày càng được quan tâm hơn. Địa phương đã và đang phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp, tìm kiếm việc làm cho người dân, đồng thời lập kế hoạch kêu gọi đầu tư hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống đập kênh mương thủy lợi, đường giao thông để phục vụ tốt hơn nhu cầu của bà con cả sen. Câu chuyện về hình ảnh về hành trình thoát nghèo của người Mã Liền dưới giấy núi sang màn đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube, website và trang fanpage của Báo Dân Tộc và Phát triển. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.